sẽ cố riêng mình, hạnh phúc sẽ đó cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đợi của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo, xe tải nhỏ Leo. Đây là công viên giải trí. Xe máy xúc Scoop và các robot đang chơi ô tô điều khiển từ xa. Xe của ai sẽ thắng đây? Tiến lên! Xe màu đỏ đang dẫn trước. À, hai xe nhảy qua đoạn dốc đó cao quá đi. Xe của Scoop thắng. Các robot, đừng buồn mà. Cùng chơi cái khác đi. Chào, Leo. Cậu chờ đến cái gì thế? Cùng đi xem nào. Thật nhiều chi tiết. Leo, tụi mình lắp đồ chơi mới à? Chân đế có các lỗ. Thú vị đấy. Phần vỏ. Bộ phận màu vàng như mái nhà có lỗ. Và những vòng tròn đủ sắc màu. Bảng ghi điểm hiển thị các con số. Cái gì đây? Trông như mấy cái đầu thú sặc sỡ. Chúng núp ở bên dưới. Xếp như thế là các màu đã khớp với nhau rồi. Nhìn kìa, các đầu thú cứ nhô lên. Các robot đang đập đầu chúng. Lại có gì không đúng sao, Leo? Dĩ nhiên rồi, không thể dùng tay không đập thú được. Robot đỏ lấy cây vợt. Không, đợi đã. Cũng không thể dùng ống nước chơi đập thú. Đúng rồi, robot xanh. Phải cần lấy cây búa. Cùng chơi thôi. Các robot đập các đầu thú. Một trăm điểm. Giỏi lắm, robot đỏ.
Giờ Scoop sẽ tranh tài với các robot. Không biết lần này ai sẽ thắng nhỉ? Vui phải biết. Cảm ơn nhé, Leo. Nào cùng chúng ta mình làm xe của riêng mình, khăn phần xe đó cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đội của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo. Xe tải nhỏ, Leo. Thật là một ngày nắng đẹp. Robot đang lái những chiếc xe điện đụng. Hai bạn robot va vào nhau kìa. Robot, hãy để ý xem cậu đang đi đâu. Ồ, đây là gì? Nhiều bộ phận quá. Và ai đang đến đó? Đó là xe tải Leo. Chào Leo. Có nhiều bộ phận quá. Các robot cũng tò mò muốn xem cậu sẽ xây gì. Cẩn thận. Bắt đầu nào. Trước tiên, hãy đặt 4 trụ đỡ chắc chắn lên bệ do máy xây dựng tạo ra. Nối 8 bộ phận để tạo thành một vòng đu quay. Ồ, có 2 bánh xe rồi. Chúng mình kết nối chúng với nhau bằng một trục ở giữa. Và gắn bánh xe vào tháp đỡ. Tiếp theo là gì? Ghế cần được lắp ráp lại. Đầu tiên là phần cửa và một chiếc ô để che nắng. Cabin 4 đã sẵn sàng. Và phần còn lại nữa. Vòng đu quay sẽ quay với sự trợ giúp của các bánh răng này. Leo, cậu xây được vòng đu quay rồi này. Robot nóng lòng được đi đu quay lắm rồi. Được không, Leo? Tất nhiên rồi. Đi nào các robot. Leo khởi động đu quay. Ồ, đu quay không di chuyển. Hãy thử lại nhé. Không được rồi. Tất nhiên, để đu quay hoạt động, nó cần một động cơ, phải không các robot? Leo, cậu có biết tìm nó ở đâu không? Có phải ở nhà Leo không? Hoan hô, đây rồi. Động cơ rất nặng. Leo, cậu nâng lên được không? Không à. Scoop biết phải làm gì. Máy xây dựng lớn sẽ giúp chúng mình. Cần cẩu nhấc động cơ lên và đặt nó vào thùng xe tải khổng lồ. Đi nào.
cần cẩu đặt động cơ vào vị trí. Các robot ơi, ngồi vào chỗ đi. Scoop, Leo, khởi động đu quay nào. Hoan hô, nó hoạt động rồi. Quang cảnh từ đây thật tuyệt vời. Trời tối, đèn đu quay được bật sáng. Nhìn chúng lung linh làm sao. Leo, Scoop, làm tốt lắm. Làm xe của riêng mình, khăn vàng xe đó cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè cô anh ấy sẽ cùng nhau đợi của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo, xe tải nhỏ, Leo. Leo đang gấp rút chuẩn bị mở cửa điểm thu hút mới của công viên. Mọi thứ đã gần xong. Xe cần cẩu đang hoàn thiện công trình. Các robot thì đang chơi loanh quanh, đợi cho tàu lượn hoàn tất. Leo đã đến. Cậu chở theo cái gì thế? Công trình hoàn thiện rồi. Tàu lượn có thể hoạt động rồi. Hay quá. Robot, vừa đúng lúc lắm. Mau lên tàu lượn đi. Ôi, không có đủ chỗ cho bạn robot thứ ba rồi. Thế nên Leo mới chở đến. Các bộ phận toa tàu lượn. Cùng lắp nó nào. Sàn màu xanh. Thân toa tàu có hai phần, màu tím và vàng cam. Đặt ghế lên. Đèn trước và đèn hậu. Bánh xe giúp liên kết toa tàu vào đường ray. Hai bộ phận để nối các toa tàu, một cái phía trước và một cái phía sau. Ôi, toa tàu ở trên đường ray rồi. Nối nó vào các toa khác nào. Robot tím vô cùng vui sướng. Sẵn sàng chưa nào? Kéo thanh chắn an toàn xuống. Ôi, toa này không có thanh chắn. Chơi tàu lượn mà thiếu nó là không được. Đây là khớp để gắn thanh chắn an toàn. Leo sẽ đi tìm nó ngay. Tìm thật kỹ xem. Chắc ở đâu quanh đây thôi. Tìm ra rồi.
thanh chắn an toàn của toa thứ ba. Robot, tỉnh dậy đi. Tiếp theo, thanh chắn đã được kéo. Giờ mình chơi được rồi. Lên. Lên. Lên tới đỉnh. Và xuống. Nhanh thật. Tàu về đến nơi. Ôi, các robot có vẻ hơi sợ nhỉ. Nhưng rõ là thích chuyến đi vừa nãy. Cảm ơn Leo. Nào cùng chúng ta mình làm xe của riêng mình, khăn phẳng xe đó cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đợi của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo. Xe tải nhỏ, Leo. Hai robot đang chơi bóng đá trên sân cỏ. Robot đỏ là thủ môn. Bảo vệ khung thành, robot đỏ. Vào! Robot đỏ đặt bóng xuống sân lại. Ôi, robot đá mạnh đến mức quả bóng bay vào đám cỏ cao. Chúng ta phải đi tìm quả bóng. Leo, cậu giúp chúng tớ tìm quả bóng trong đám cỏ nhé. Được chứ? Ồ, Leo mang đến các bộ phận máy cắt cỏ kia. Ôi! Hãy mau chóng ráp tất cả lại nào. Động cơ. Gầm và trục bánh xe trước. Sàn xe có chỗ ngồi. Đến ghế ngồi. Lưỡi dao để cắt cỏ. Tay lái và đèn. Trục bánh xe sau và buồng đựng cỏ. Và bánh xe. Nhưng chỉ có 3 chiếc. 1. 2. 3. Chiếc thứ tư đã lăn vào đám cỏ rồi. Cùng đi tìm thôi. Cậu đã tìm ra chưa, Leo?
quả bóng của robot. Các cậu ấy tiếp tục chơi bóng được rồi. Nhưng bánh xe đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Mang nó về lại chỗ máy cắt cỏ thôi. Rồi gắn vào trục bánh xe nào. Xong. Đến lúc cắt cỏ rồi. Cắt được này. Ôi, Leo tính làm gì đấy? Sao cậu ấy lại chở mau tới? Leo đang vẽ các đường kẻ trắng. Cuối cùng cũng có sân bóng thực thụ cho robot rồi. Cùng chia ra hai đội nào. Cậu chơi đội nước Nga. Còn cậu chơi cho Tây Ban Nha. Bóng đã sẵn sàng. Ghi bàn.